Bây giờ đó, mày hãy kể cho bà con cô bác ngồi đây nghe đời sống dân trại của chúng mình đi. Ê, em đâu biết gì đâu, kể đi. Cha này nữa, đúng cái này vừa hoài nè, có gì nói. Tôi biết nói đâu, tôi không nói nữa. Ơi, tôi cũng giống như mấy ông, tôi biết gì đâu mà kể. Nếu không ai kể vậy thì chúng ta cùng kể. Yeah.